Ờ, nó đi 4-5 tiếng à? Làm gì tới sáng mai. Dreamerkidz, Dreamerkidz, Dreamerkidz. Nếu như các bạn có một cái máy trợ tính tốt, hãy đến với chúng tôi, máy trợ tính giá rẻ Sài Gòn. Yeah, đây là đài phát thanh Dreamerkidz. Đây là ba cam. Đây là đàn cào của em, đây là ông anh khá giỏi. Không. Ông mới nói với em là anh đã gửi rồi, chuyển tiền trừ tiền của anh là xong, giao dịch hoàn tất. Anh thấy láo không? Ồ, giỏ heo à. Quay vô clip bây giờ rap đêm rồi. Đây là căn nhà mà cuối cùng mà Phương Bảo Đại đã ở tại Đà Lạt. Sau khi chuẩn bị quá nhiều, mọi người chúng ta sẽ chuẩn bị tham quan. Check it out man. Cái lần đi hãy thách thức thôi. Nguyễn Tư Dũng đã ở trước khi nhà này. Thả mẹ. Rồi. Đây không có đâu. Đây đây là quay chơi.